Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 5 các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn với tất cả các bạn đó là cái bài số gọi là chia số đo thời gian với một số. Đây, số đo thời gian đây, chia cho một số đây, số đo thời gian đây, chia cho một số đây. Tại sao mình phân ra làm hai bài? Bởi vì bài trên là các bạn sẽ thấy cảm giác là chia hết, còn bài dưới cũng chia hết nhưng mà dư ở hàng giờ được chuyển qua hàng hàng phút nữa các bạn. Còn đây là phút, phút chia hết, giây chia hết, được chưa? Còn bên đây giờ chia không hết, phải chuyển cái giờ còn dư qua cái phút rồi các bạn chia tiếp, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha các bạn. Thì bước đầu tiên chuyển phép chia này về cái dạng hay chia của số với số, 42 phút 30 giây chia, được chưa? Chia ở chia là dấu này cho 3, được chưa? Thì tương tự chia số cho số thôi, 4 chia 3 được mấy à? Được 1, được chưa? 3 nhân 1 bằng bằng 3, 3 nhân 2 bằng bằng 6, 6 vượt rồi, 6 vượt 4 rồi, không được. Lấy 3 nhân 3 nhân 1 bằng bằng 3, 3 nhân 1 bằng 3, được chưa? 3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 4 trừ đi 3 còn mấy à? Còn 1, viết 1 vào đây. 1 không chia được cho 3, hạ 2 xuống, được chưa? 12 chia 3 được mấy à? 12 chia 3 thì được được 4. Được. Được 4, ghi 4 vào đây. Và 4 nhân 4 nhân 3, 4 nhân 3 bằng 10, 12 lấy 12 trừ 12 bằng bằng 0, được chưa? Ở bằng 0. Khi mà số phút đã bằng 0 rồi. Ở phút bằng 0 rồi thì các bạn tiếp tục chia cho với giây, được chưa? 3 chia 3 bằng bằng mấy à? Được 1, được chưa? Thì ở đây nè, khi mà phút bằng 0 rồi thì các bạn ghi ở đây phút giúp mình, phút, được chưa? Tiếp tục 3 chia 3 bằng bằng 1, được chưa? 3 nhân 3 nhân 1 bằng bằng 3, 3 trừ 3 được được 0. Hạ 0 xuống thì gây thêm 0. Hết rồi đúng không ạ? Hết rồi, ghi dây. Ghi dây. Vậy 42 phút 30 giây chia cho 3 sẽ ra được là 14 phút 10 giây. Được chưa ạ? Đây là liên quan về phép chia hết. Khi mà phút hết thì các bạn chuyển qua giây. Còn nếu phút còn mà bạn chia không được thì bạn phải chuyển cái phút này qua giây để tiếp tục chia tiếp nha các bạn. Thì tương tự đây, bài này mình sẽ chia cho các bạn thấy nha. Rồi. 7 giờ 40 phút chia cho 4, được chưa? Rồi 7 chia 4 được mấy à? 7 chia 4 được 1 nè. 4 nhân 1, 4 nhân 1 là 4, lấy 7 trừ 4, 4 nhân 1 bằng bằng 4 nè, được chưa? Lấy 7 trừ 4, 7 trừ 4 bằng bằng 3, viết 3 xuống ngay 3 giờ, được chưa? Mà 3 giờ của mình, 3 giờ 3 mình có chia được cho 4 không? Không, đúng không? Rồi các bạn ghi giờ ở đây trước đã. Rồi 3 ngày, vậy bạn phải chuyển qua phút. 3 giờ thì bao nhiêu phút ạ? 3 giờ thì bao nhiêu phút ạ? Thì mình biết rằng là biết điều gì ạ? 1 giờ là 60 phút, 3 giờ thì nhân 3, vậy ra 180 phút, được chưa? Rồi 3 giờ sẽ bằng 180 phút, được chưa? Các bạn cố gắng viết theo cột nè, đơn vị nè, chục nè, trăm nè, được chưa? Rồi các bạn lấy trên cộng dưới, được chưa? Trên cộng dưới, 0 cộng 0 bằng 0, 4 cộng 8 được 2 nhớ 1, 1 cộng 0 bằng bằng 1 nhớ 1 nữa là 2, được chưa? Rồi phút, ghi lại chữ phút. Rồi tiếp tục các bạn cũng chia tương tự, 2 chia 4 không được, lấy 22, 22 chia 4 được mấy à? Được 5, được chưa? Lấy 5 nhân 4 được 20, lấy 22 trừ ghi 20 bằng bằng 2, được chưa? Ghi 2 đây. 2 chia 4 không được, hạ 0. 20 chia 4 được mấy à? Được 5. 5 nhân 4 được 20, 20 trừ 20 được 0 phút. Được chưa? Rồi, vậy là giây ghi vào phút chứ các bạn, xin lỗi, phút. Được chưa ạ? Vậy 7 giờ 40 phút chia cho 4 sẽ được là 1 giờ 55 phút, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn giải cái bài C.
Bài C là bài 24 giờ 12 giây chia cho 4. Các bạn giải xong các bạn comment ở phía dưới giúp mình để mình kiểm tra coi các bạn có giải đúng hay giải sai các bạn. Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những cái đoạn clip sau trở nên hay và thông dụng hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.